Cuộc hành trình của hoàng kim kỵ sĩ Garo, Saejima Koga đã tạm khép lại sau movie Garo, Thương Khốc Ma Long. Và theo lời kể của Saejima Raiga, con trai anh trong phần phim Cánh Hoa Ma Giới thì giờ đây, Koga và Kaoru đã đến một thế giới khác rồi bạt vô âm tính. Sau hơn 5 năm để cho người hâm mộ chờ đợi được biết về số phận của Koga như thế nào thì mới đây trên kênh Sansei Channel đã đăng tải một mini series gồm 3 tập kể về cuộc hành trình của Koga sau khi biến mất ở phần phim Cánh Hoa Ma Giới. Mini series này là nội dung trong máy game kéo xe Pachinko. Đây cũng là máy game đã kéo dòng phim Garo trở lại với movie Garo Red Requiem sau 5 năm vắng bóng kể từ khi Hắc Lang Chương kết thúc và tạo nên chỗ đứng trong làng Tokusatsu tại Nhật Bản. Chào mừng các bạn tới với RTK Media. Qua kịch bản được viết bởi Kami, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về mini series này nhé. Câu chuyện bắt đầu từ sự thức tỉnh của Eris trong phần phim Cánh Hoa Ma Giới đã tạo ra các vết nứt thời không khắp các không gian, thời gian từ quá khứ cho đến tương lai. Điều này cũng là nguyên nhân dẫn đến việc biến mất của Koga và Kaoru. Tại quá khứ, một vết nứt thời không đã mở ra ngay gần nơi Kaoru đang vẽ tranh. Vết nứt này đồng thời dẫn đến vùng đất hứa, nơi các món đồ vật bị vứt bỏ tồn tại và cũng là nơi Koga đã từng đến để thực hiện khế ước với Kazari. Qua vết nứt, Kuromaru nhìn thấy được tài năng của Kaoru và đưa cô đến vùng đất hứa với mục đích mượn sức mạnh của Kaoru để chữa lành cho những đồ vật ở nơi đây. Sau nhiều ngày tìm kiếm, Koga biết được Kaoru đang ở vùng đất hứa. Trước khi lên đường đến đó, anh đã đến nói lời từ biệt với Ray. Tuy nhiên, sau khi biết được chuyến đi của Koga sẽ không hẹn ngày trở lại, Ray đã ra sức dùng vũ lực để ngăn cản Koga lại. Giữa hai người đã nổ ra một trận đấu và kết quả là Ray bị đánh bại dưới tay Koga. Với lời hứa sẽ giao con trai mình là Raiga cho Ray huấn luyện khi Raiga vừa tròn 10 tuổi, Koga yên tâm khởi hành đi tìm Kaoru. Chuyến hành trình của anh không dễ dàng chút nào, trải qua bao nhiêu khó khăn thì anh đã đến được vùng đất hứa. Nhưng trước khi đến nơi thì kẻ thù truyền kiếp của anh là Hắc Ám Kỵ Sĩ Kiba xuất hiện, bắt cóc Kaoru là mồi nhử hoàng kim kỵ sĩ. Với sự giúp đỡ của những món đồ vật, Koga đã tìm đến nơi Kiba giam giữ Kaoru. Một lần nữa, hoàng kim lại đối đầu với Hắc Ám. Trận chiến này không chỉ là để cứu Kaoru mà còn là bài thử thách để anh đối mặt, vượt qua quá khứ của bản thân mình. Khi trận chiến gần đến hồi kết thì Kiba chuyển hóa thành hình dạng cuối cùng. Để chống chọi lại sức mạnh đó, Koga đã giải phóng một sức mạnh mới có tên Đại Nham Thú Thân. Mang theo cảm xúc của Kaoru cùng những món đồ vật ở vùng đất hứa, Koga đã hoàn toàn đánh bại Kiba và đoàn tụ với Kaoru. Cả hai cùng trở lại vùng đất hứa. Tại nơi đây, Koga thấy được trận chiến với Eris xuyên suốt các thời đại, từ quá khứ cho đến tương lai của ma giới kỵ sĩ. Và anh biết được trong tương lai, con trai anh là Raiga đã không được kế thừa hoàng kim giáp và đã bị Eris giết chết trong trận chiến cuối cùng. Trước tình hình đó, anh đã giao lại hoàng kim giáp và nhờ Zaruba chuyển đến cho Raiga, rồi cùng Kaoru ở lại vùng đất hứa. Câu chuyện về cuộc hành trình đi tìm Kaoru của vị hoàng kim kỵ sĩ Saejima Koga cũng khép lại tại đây. Trong tương lai, việc Koga và Kaoru có quay trở lại hay không vẫn còn là một ẩn số. Do series này là một nội dung nằm trong game, nên những phân cảnh xuất hiện của hoàng kim giáp đều được thực hiện bằng công nghệ đồ họa Unreal Engine thay vì dùng CGI như các series thông thường. Ngoài ra thì tỷ lệ khung hình trong một giây của phim cũng thấp hơn chuẩn 30 khung hình trên giây của các bộ phim mà chúng ta hay xem, nên có thể gây cảm giác khá khó chịu ở những phân cảnh di chuyển nhanh. Điểm trừ lớn nhất là biên kịch của mini series này không phải biên kịch của phần phim Cánh Hoa Ma Giới, nên dẫn đến sự không đồng nhất về mặt nội dung giữa hai phim. Trong Cánh Hoa Ma Giới tập 7, Raiga có nói Koga và Kaoru đã biến mất ngay trước mắt mình chứ không đơn thuần là lặng lẽ ra đi. Tuy mini series này chỉ vỏn vẹn 3 tập và thời lượng mỗi tập cũng chỉ dưới 10 phút, nhưng nó cũng đã truyền tải chi tiết về cuộc hành trình của Koga sau khi anh đến thế giới khác, lan tỏa là mong chờ của những người hâm mộ dòng phim Garo nói chung và Koga nói riêng khi họ đã chờ đợi hơn 5 năm để có được lời giải đáp cho câu hỏi liệu Koga đang ở đâu, anh có tìm được Kaoru hay không. Câu chuyện về hoàng kim kỵ sĩ Garo vẫn sẽ tiếp tục trong tương lai khi mà trên tấm poster của movie Nguyệt Hồng Lữ Nhân Gekko no Tabibito sắp công chiếu có sự xuất hiện của cả Saejima Koga và Saejima Taiga. Và đó là tất cả những gì chúng mình muốn giới thiệu tới các bạn trong clip lần này. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu về 3 tập mini series này, chúng mình sẽ để kèm link bản raw và bản Việt sub do Kami thực hiện ở mục chú thích cũng như trong comment được ghi bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Annette đã Joker. 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。